Game on. Các bạn đang đến kênh eSports Việt. Mình là manager của đội caster ESV Thịnh Bẫn. Ở đây thì Bạch Tử Kỳ đang đánh Zalocopter. Tôi không nhận xét nhiều hai team nữa. Họ sẽ lao vào nhau đánh nhau. Trận này chắc chắn là cũng phải 40 phút đổ lên. Seconds to battle. Ui, ngáp phát đầu tiên của game đấu ngày hôm nay. HKT và Blame TV. Vâng, lần này Blame TV ở bên phía Radiant, HKT Dire. The battle begins. Mình điên đang lao như điên ra rune rồi. Vâng, thế là ăn cho mình rune bounty từ Beastmaster đập mà không kịp ngăn cản. Dưới thì Windranger của khóc DM có cho mình rune bounty. Ở dưới quyết định là đấu công lên với máy bay Earthseeker và Winter Wyvern. Rồi ở trên thì Brewmaster đi cùng với AM và Dazzle. Lên này lên Brewmaster sẽ gặp khó chịu rất là nhiều. Ở mid thì là kèo tôi nghĩ là Windranger sẽ ăn thôi, đi với các Beastmaster. Một kèo đơn giản là win, nhất là một con win của pro player như là khóc đi em. Vội đập tốt, thế là bye bye Beastmaster rồi. Chết nè, first blood dành cho Windranger. Vâng, mình điền di chuyển rất là tốt ra mid và rất là bất ngờ rồi. Vâng, first blood mang lại 273 tiền cho thành viên VHKT. Và bây giờ thì Windranger sẽ có cho mình cái bình đã được mang ra rồi. Kèo này là kèo Beastmaster sẽ thọt rất nhiều so với Win. Win ở gần level 4, trong khi đó Beastmaster mới level 2.5 thôi. Một bao shot và trúng luôn cả vào người của Beastmaster, uống bình lên luôn. Bắn vào đầu, tiếp tục bao shot, sau đó ra rune, lấy rune. Kèo là chuẩn bài. Bắn lợn luôn. Ren rune tốt, mà rune tốt được lấy bởi con Winter Wyvern được không? Đó là OIC đã bảo kê cho Windranger cái rune. Bắn thẳng vào đầu của con Dazzle để cho Brewmaster thêm thoải mái hơn một chút. Bị spam vào đầu nhưng mà máy bay cá nhân tôi nghĩ sẽ là không sao, kiểu bình thường thôi, gọi là dọa tí thôi. Máy bay chắc chắn là còn rất nhiều cây, còn đi đầu công lên như thế này. Và Earthseeker thì chủ động đứng trong trụ, kèo này là Earthseeker sẽ rất khó để có cho mình cái level sớm cũng như là lượng tiền sớm. Windranger ở đây thì đã có level 5, nhưng với Beastmaster cũng đã level 4 rồi, cũng rất là nhanh thôi, không có vấn đề gì đó quá nhiều. Tiếp tục sẽ là power shoot để đẩy lên, sau đó là vâng ném dìu ra, nhưng mà né rất là tốt tới từ phía của Windranger, đọc cái tình huống cũng là có chỗ mít là tuyệt vời. Ở trên top này thì Brewmaster đã phải uống cho mình bình máu to và đã rồi liên tục chơi bài bút máu vào đồng bằng in lớp slow vào lao lên phủ tới Brew không ngay lập tức phải blink đi rồi. Vâng, deny tốt từ phía của OIC.
Radiant's bottom tower is under attack. Vâng, một clone invi vào và thế là Windranger lại là về mid farm tiếp thôi. Mid master farm rất là tốt. Thế nhưng mà không thể nào bằng Windranger, là Windranger farm gần gấp đôi. Ở dưới thì Bạch Tử Kỳ đang khiến cho... Vâng, ở đây thì nó tựu chung nó chính là AM. À không, xin lỗi các bạn, Slada khó farm. Minh Điên đã có cho mình một cái giấy sâu ring rồi, sẽ sớm có cho mình một cái sâu ring thôi. Dày mana dành cho Brewmaster lên top và bây giờ sẽ sớm lên thẳng cái lịch này là không lên bottle nữa rồi. Tiếp tục là spam vào đầu. Vâng, bật Win Run lên và bắn thẳng vào đầu và ulti ở đây thì không chết được. Vâng, đã chết rồi nhưng Win Ranger chạy được hay không đây. Cycle vào không, quyết định là không. Thực ra thì phát đó thì cũng là all in và chết thôi. Đập vào tới thằng Minh Điền mà tiến vào đấm làm sao chết được đây, lùi về. Một đổi một thế nhưng mà Windranger lợi hơn một lượng level. Khi mà Beatmaster đã bị Windranger solo kill rồi, gần level 6, Windranger đã gần level 8 rồi. Chắc là rất là chênh ở mid này, phút thứ 5 đã vượt được đầu của Windranger. Thứ hai là Zalocotter, thứ ba là Brewmaster, thứ tư là AM, thứ sáu là Disruptor. Và... Vâng, sẽ tiếp tục farm thôi, Ring Aquila hay không đây hay là lên thẳng cho mình một cái dây gỗ. TP ra mid rồi, Minh Điền bị dồn vào, Minh Điền lên bảng, vào shot và... Ui! Disruptor đã không thể né được một tình huống tính toán tới từ phía của có phần là hơi hên nữa. Một mạng cho anh, và thế là 3-2. 230 gold và Windranger vẫn đang nói thẳng là tiếp tục rất là xanh. Một Win là xanh thì còn Slada không cửa. Vâng, đây đuổi vào. Ô, thật ra lao vào trụ Asako nhưng mà đổi hướng cho Asako của nó mà chúng thì chết. Định ulti và ulti thẳng vào luôn rồi. Khóc đi em lên bảng thì có xử lý lỗi. Đối phương nó có level 6 rồi, hơi nhờn. Ở dưới này thì Zyro hay là Slada đều đang rất là cân não. Oseker Minh Điên thoải mái di chuyển thì máy bay hoàn toàn có thể tự động control lên của mình rồi. Nên nhớ rằng với 800 máu này mà xử lý lỗi rồi Slada đấm vào cũng sẽ rất là đau. Phát hiện ra rồi OIC có phủ xuống không, hoàn toàn có thể là tự phủ xuống và chạy ra khỏi cái vòng rồi. Đây AM 1 máu, vào shot nào, vào shot pro nào. Vâng, vào shot nhưng mà không bao giờ trúng nổi. Bây giờ thì sẽ là có Seiko không? Ném tạm cái Seiko để giữ chân đối phương lại thôi. Sẽ đuổi theo và dậm. Một dậm, một vụt và mạng dành cho bên phía Dimakate. Power shot mà mở đã về quá xa rồi. Brewmaster có mạng. Radiant's top tower is under attack. AM ở dưới đang sẽ lên cho mình cái dây gỗ trước, sau đó là một cái Fury khi đã mua Ring of Hell được chủ lên rồi. Đang chủ động auto attack và creep để có thể đẩy lên nhanh hơn. Cũng như là có thể di chuyển farm những bài khác không dừng nữa. Dazzle cố gắng lấy cho mình level 6, máy bay đang di chuyển lên rồi, máy bay có ulti level 7. Windranger có lẽ bờ level 8, gần level 9 rồi, có lẽ item tiếp theo sẽ thẳng một cái gậy xanh luôn.
không cần blitz nhưng lại ulti thẳng vào đầu, nhưng có ai đâu. Disruptor thì sẽ bắt được lại phía sau rồi không đi em. 12 trạng tinh cả tinh lên thì không thể chống nổi kèo này rồi, mạng thứ hai win ở mid. Vâng, Sandbank thẳng về cuộc nhà luôn, tức là lại chạy bộ ra easy trừ 75 tiền. Giày gỗ dành cho AM rồi, máy bay của Track ở trên top đang bắn một chút và trụ tôi bật cho mình Rainbow Sirius lên. Đây thì vẫn Track và vẫn phát. AM của No Money No Love sẽ vẫn tiếp tục farm ở trong rừng khi mà đã có Ring of Hell cũng như là cái giày gỗ và đang farm Radiant's middle tower rất là nhiều. Đây tăng 2 điểm và cộng vàng lại tiền một đập vào. Wind Ranger đang di chuyển ra, có thể sách cổ được hay không? Đây không, nhìn thấy sai rồi. Radiant's bottom tower is under attack. Đang đợi mình đến nha, mình để cam vào. Radiant's bottom tower is under attack. Rồi quay trở lại game đầu thì Shadow Counter 730 tiền rồi. Ở đây thì dí vào Wind Ranger, Wind Ranger lại đi và Mana Void vào mạng dành cho đồng bằng đồng lớp. Và Ulti và Winter Cut và di chuyển ra Ulti lên thì quay từ thì sẽ bách trở lại, nhưng đó không phải là Hero Cut. Sẽ bách thành công rồi. Ở đây có Earn vào đấm vào đầu của OIC, OIC còn khá nhiều máu nhưng bị Earn đốt chết ngủ xuống rồi. Vâng, Tham Minh stun vào tới Minh Điên không đủ đam để giết. Nhưng vừa rồi Wind Ranger chết mạng tiếp theo rất là xanh ở mid. Berlin Dagger dành cho Brewmaster 1000 tiền cho Zyro, lại tiếp tục bị sandbag tới từ Disruptor. Quyết định là xuống lên dưới rồi, mua cho mình đó là một cái staff Wizardly, có lẽ là lên Fox staff để có thể Fox staff đồng đội ra tránh những tình huống bị ulti vào tới Beastmaster rồi, hay là lên thằng gậy xanh. Đây cá nhân tôi nghĩ Fox staff đã lựa chọn hay hơn thời điểm hiện tại. Máy bay có lẽ kèo này thì cần đóng cho mình thẳng một cái kiếm chéo thôi, không có thời gian để hút máu cần trâu hơn. Sách cổ chính xác và dùng vòng đập phít chùa vào, thế là bye bye AM rồi, không kịp bu bất tử từ Dazzle. Dazzle đã không tính tới cái lượng đam tới từ cái phít chùa của Earthshaker từ phía sau, và đó là mạng AM nằm lại. Còn AM sẽ bị delay tiếp tục. Berlin của mình đã chuẩn lên cho mình cái Fear Varen rồi, Fear Sovereign. Beastmaster thì lại vừa giết vào Shadow Counter trên top và sẽ di chuyển lên tới Slada và đó là một ulti vào. Còn cái lên boss này sẽ chắc chắn nó mất trụ rồi. Lại power game từ OIC rồi, vợ lại ganh chăng. Vâng, resume luôn. Ranger có cho mình trụ. Và wow, bây giờ TP về mid dep khi mà AM di chuyển ở đây farm rồi. Vâng, định sách cổ sau đó thôi. Dire structures are fortified. Dire's top tower is under attack. Dire's top tower has fallen. Radiant's middle tower is under attack. Vâng, có ulti thẳng vào trụ mid này không? Họ đang lấy được cái lượng trụ rất là tốt rồi. Ở trên mid Master cũng đã làm cho mình một trụ. Ở đây thì Minh Điền cũng như là Brewmaster cũng như Winter Wyvern họ đang chờ đợi sẵn sàng một cái combat rất là lớn ở mid này.
chắc chắn là bên phía team Lenny B họ nhận thấy điều này và sẽ tiến ra quyết định là mua một chút này, sẽ đã mất toàn bộ khoảng tiền ra vừa farm rồi. Bây giờ tiền lên top rồi, AM đang farm trên top này, lùi về và lên top. Dire's top tower is under attack. Gyrocopter lên bảng, mạng Beatmaster. Đây thì Beatmaster cũng chết. À, xin lỗi các bạn, đó là Brewmaster. Màu búc ra cắn chết Beatmaster Brewmaster luôn. Stun vào hai người của thành viên phía lên TP đang di chuyển tốt. Một sách cổ đôi vào Winter Curse đâu. Có Winter Curse hay không đây, và quyết định là lùi về rồi. Bây giờ Sandbag ngược lại vào Minh Điền, mà Sandbag con này để làm gì đâu, nó tầm này cũng sợ luôn. Chờ đợi tình huống Winter Curse tới từ OIC không thì sẽ rất là khó đánh, và hiện tại vẫn đẹp được tình huống Power Shot từ Windranger. Vâng, farm quá tốt tới từ phía của Boy này, không biết Boy này mua gì trong gà rồi. Vâng, quyết định là lên gậy xanh từ Windranger, một cái rune đua đam vào Roshan luôn không. Tầm này mà không gậy xanh vào Roshan hơi khó, lại sẽ xuống lên bot canh AM thôi. Thong thả đi xuống sách cổ, thôi rồi ulti thẳng vào con AM 800 máu chết ngay. Vâng, ý định là tốt mà không làm được rồi, đây có cái quát về thôi. AM đi về thành công và ping vào rồi. Máy bay thì vâng, đúng là mua một cái Orc Club lên kiếm chéo. Dire's middle tower is under attack. Book 3 dành cho Beatmaster phút 15. Bottle giày gỗ. Còn thiếu 100 tiền nữa là sẽ có cho mình đó là một cái gậy xanh. Vâng, gậy xanh dành cho Windranger. Bây giờ nó mà sách cổ được chắc chắn ulti là toi rồi. Đang push tiếp vào khu vực trụ trên top rồi. Windranger thì gây áp lực vượt lên mid, nó nhận thấy là tự dưng là nhồng lên ngay, lập tức là Windrun và chạy luôn. Nó nhận thấy đối phương ở mid thì push top thôi. Chênh lệch thời điểm hiện tại đang là khoảng tầm 700 HKT XP, không nhiều lắm nữa. Bắn một hit vào đầu của con Slada nhưng nó cũng đã kéo hết creep đi rồi. TP rất nhiều ra mid khi mà Sekko được vào Beatmaster. Beatmaster một fit sure ra lên bảng thì Beatmaster rồi. Brewmaster cũng đã ulti ra rồi. Họ lấy được một mạng của Beatmaster. Và Windranger vẫn đang rất là giàu, 600 tiền trong người. Đang AM thì còn thiếu cho mình đó là 300 tiền nữa để có một cái Better Fury. TP xuống đây thì Minh Điền đang 1800 tiền rồi, rất gần với cả vâng tham mình stun trượt. Và bây giờ thì sẽ còn thiếu tầm 400 tiền là sẽ có cho mình cái Blink Dagger. Cá nhân tôi nghĩ tầm này đánh chủ động để đánh công pha. Có Blink thì trận sẽ đánh hơn nhiều. Đây đã có vậy sai đầu tiên rồi, sẽ đánh Rosa. Đây là chuyện mà né một cái mít, mọi người nói sao không có điểm nào mít cả. Đang là tăng cơ từ Brewmaster rồi Minh Điền ở dưới 1700 tiền lại vừa mua một cái TP. Illusion. Vâng, Better Fury cho AM cũng là đồng lúc với máy bay có cho mình đó là một cái Aegis. Tiến vào mid thôi, hay là gank hay là làm gì đó đi. I don't want to play this game anymore. Blink Dagger dành cho Seeker. Dễ rồi.
Bây giờ có bờ linh dành cho Earthshaker là dễ rồi, cần di chuyển tốt thôi là lấy được trụ rồi. 1900 tiền Gyrocopter có lẽ là định lên BKB chứ không phải là một cái chéo. Vừa rồi Wind Ranger vừa chết, bạn dành Ultimate đuổi tiếp và Brewmaster cắn stick lên, nó dòng bay lên rồi. Winter Curse không, tất cả cùng lùi về. Vừa rồi thì mạng của Wind Ranger chết hơi đáng tiếc trong vùng rừng đối phương. Máy bay ở trên vẫn tiếp tục pha cho cá nhân, tôi nghĩ người tiếp theo lúc này người cần phải tỉnh táo lúc này đó chính là Wind Ranger. Có Beastmaster vừa làm tiếp mạng Winter Wyvern rồi, bây giờ họ tiến vào mid thôi. Chết, bây giờ lại chết là hơi ngờ, mất chục mid luôn. Máy bay sẽ tiếp tục spam skill và đẩy lên bot, lên top này. Bật flak cannon đẩy cho nhanh rồi, bị double kill. Tiếp tục Earthshaker, từng người ra chết một rồi, có khi là không ăn được cái trụ lên top và đối phương sẽ TP về. Máy bay quyết định là về mid để def hay là về nhà đây, còn về nhà regen rồi. Radiant's top tower is under attack. Fury và 2000 tiền cho Ultimate. Chủ động là put thẳng vào mid rồi, sẽ lên kiếm chéo chứ chả có gì lạ cả. Đây ulti và tới được Win bật 45 lên. Winter Wyvern, Brewmaster đang sống bốc đằng sau rồi, cắm một quát ra tới được quyền Winter. Đó là một cái Winter Curse rất là hay ở đây. Fox được mua bất tử lên và thế là may mắn không lên bảng rồi. Đằng sau thì cũng có ngủ lại dành cho Wind Ranger, anh ta sẽ sống lại phá sách cổ Echo Slam rất là tốt. Hai người rồi, Cycle và ba người AM cũng chết đây, đang hòa form ra lốc đã rổ lên đuổi theo, nhưng mà Slada đã Berlin đi, vậy thì sẽ là bốn người. Nào xuống nào em gái ơi, thưa bye bye Aset hai cảnh này. Vâng, bây giờ thì trụ hai ở lên mid, sau vài recap đóng 1600 tiền ở thành viên AKT, họ tiến thẳng vào cái trụ ba này không đây. Họ còn ulti của Wind Ranger và sẽ buộc đối phương phải bye back hoặc làm cái gì đó ra 20 giây nữa, họ ít nhất có ăn được một cái trụ ngoài. Chủ động ulti thẳng vào luôn, máy bay bắn Winter Wyvern, bắn tất cả cùng bắn vào cái trụ này. Họ cố gắng lấy bằng được cái trụ này, sau đó lùi về khu vực Roshan. Không, có lẽ là lùi về ăn cái trụ, hai cái trụ trên top. Hay là ăn crack luôn đây, đúng rồi, end game đi, we need this. Stun ra, nhưng mà Earthshaker chưa fit sure rồi, fit sure trúng vào không để làm gì đâu. Ulti lên từ máy bay, ulti tốt, bây giờ họ sẽ ăn crack và tất cả lùi về. Well play HKT, họ rất yêu Carter ngày hôm nay. Ở đây thì máy bay có vẻ như là sẽ lên bảng, nhưng mà đó là một force time đi mất cho mình exit và bye bye Slada rồi ulti vào mà để làm gì đâu, ngủ lại Winter Wyvern quay. Máy bay quay trở lại và đặt một tên lửa vào đầu của Brewmaster ở đây, dí vào ulti đẹp tới Disruptor. Cá nhân tôi nghĩ là khó để có thể sống được, bởi máy bay tiếp tục dí vào Disruptor rồi một bắn cuối cùng, búp ơn lên được búp bất tử lên và tiếp tục dí vào người đằng sau, đó là Dazzle lên bảng và không chạy được tới Disruptor, tất cả lùi ra ngoài luôn. Đập Fissure không trúng vào AM cố gắng kéo Crypt bay đi và bây giờ thì lại là lùi về hết rồi. Họ dẫn bây giờ còn tầm mười mấy nghìn network rồi, tôi nghĩ là tầm 10.000. Vâng, tiếp tục là 800 tiền có thể biến AKT mana void vào, nhưng đó chỉ là một cái tình huống mà bây giờ thì bài mạng dành cho Ultimate đó là 586 tiền. Dire's bottom tower is under attack. Vâng, lợi thế đang là rất nhiều rồi, 7.500 rồi, XP là 3.000. Wind Ranger đang lên Chrysalis. Illusion. Ở
Ở trên này thì 1900 tiền dành cho anti-mây. Winter Wyvern và Beastmaster thì đã có cái Blink, bây giờ sẽ tiến lên top cho họ ăn được cho mình Redmit rồi AM. Đang cố gắng lên mình cái Manta, thời điểm hiện tại thì I don't care anything. Dire's bottom tower has fallen. Radiant's top tower is under attack. Đi vào sẽ ăn cái trụ ở trên này. Vâng, sau khi một Master Rush Nguyên Oanh Rượu rất giàu, có thêm cái Outlap rồi. Bạch Tử Kỳ sau khi BKB một cái mắt mắt nét. Và ở đây có cả một cái Yasa. Rồi chúng mày put đi tặng về đép đầu tầm này 12 giờ đêm 1 giờ sáng rồi. Bên BHKT thì đến 3 ông có vợ con nhà đang gào lên. Còn có còn lâu thì ra về đép put đấy. Đùa. Lại là đép à. Vâng, smoke lừa rồi. Nhưng mà họ nhận thấy courier vẫn bay qua, thế là biết rồi. Chắc chắn biết đối phương đang smoke và không dám ra luôn. Con chim đã nhìn thấy rồi. Forkstaff dành cho Earthshaker. Họ tiến vào lên mid cho nó bất ngờ này. Xong, game đấu sẽ dài thêm tầm 10 phút nữa. Ủa, người anh ơi, yêu thương nhau tí thì sao? Phải đợi 60 giây nữa có ulti brew thì vậy xanh rồi ăn hết ngoài rồi. Radiant structures game bắt đầu hơi chững một tí. Dire's middle tower is under attack. Dire's top tower is under attack. Dire's top tower has fallen. AM rat ở trên top ăn được cho mình một trụ rồi, mid cũng đang rat mà dưới này thì push ghê quá. Khóc đi em, 800 tiền. Bạch Tử Kỳ thì bây giờ 2000 tiền rồi. Mimosa, Brew Master. Vâng, gậy xanh. Radiant's bottom tower is under attack. Dire's top tower is under attack. Mình điền Earthshaker bởi Linh Phong Pháp, chênh lệch là ổn. Nhưng mà bên phía thì Master T vẫn cần cho mình một mạng ganh vào để có thể là tiền vào được. Và AM đang chủ động đang đẩy lên rất là cao rồi. Ở kèo chung kết trong ngày hôm nay thì team nào có AM là team đấy GG. Vâng, đang lên cho mình cái Manta để có thể là né trang giải. Vâng, giải track, giải chữ giáp các kiểu. Thôi được rồi. KB dành cho Windranger, con Roshan thấp ra, tôi ăn Roshan rồi end game nào các bạn. Go go. Bằng double damage cho Win, chờ một lúc thôi. Một lúc thôi, nó ra này. Ờ. Bằng nhận thấy có đua đam, có thể đánh mid luôn rồi. Quay lại Roshan rồi. Bằng thế là lại đánh mid rồi. Đối phương trên đồi, mình ở dưới đồi. Lộ smoke rồi. Vâng, tôi đang đọc thơ và với vân ổi. Thiếu nữ Mỹ thì đang trồng ổi.
Và thế là thôi, Dazzle bị bằng đầu gối. Bye bye Dazzle. Tên lửa cắm vào đầu TP hộ cái. Thế là Bạch Tử Kỳ có mạng của Dazzle tiến vào mid thôi. Đua đam cho Green Ranger rồi bắn cái trụ ấy, đừng có trách. Vẫn quyết định quay lại Androsan rồi. Hay là lại đánh như thế nào đây? Vâng, lao vào thì bị Armor Manta ra chém luôn. Spin the Blast thì phá bóng Armor. Bây giờ là ăn trụ nào. Vâng, cực kỳ đơn giản ở đây. Tốt rồi. Lùi lại Androsan hay là tốt nào? Vâng, con chim lên bà. Đó là một cái Vla thành cái Beastmaster. Máy bay chủ động về đép một chút. Vâng, Roshan đây rồi. Cực kỳ đơn giản mà đã có cho mình cái Crystallus rồi. Mua cho mình đó là không, đó là chỉ một cái Watt thôi. Các thành viên của vòng Blame Team di ra. Thế là các KT cũng rất là cẩn thận lùi về luôn. Máy bay đang không ở gần. Winter, Wyvern và Earthshaker thì đang ở khu vực lên bot này. Họ đã quyết định là lùi về rồi. Họ có cái quát ở đây và biết được cái việc di chuyển của đối phương ra gần khu vực Roshan. Quyết định là lên đồi smoke hay không đây. Regeneration. Vâng, lao đánh nhau rồi ulti với Beastmaster và ulti lên thì Beastmaster là khá tốt. Nhưng ở đây thì Echo slam một đôi luôn, dồn đam vào Misa. Winter cơ tốt vào nâu lớp, có lẽ là AM sẽ cố gắng blink đi. Nhưng bây giờ thì IQ đã rồi đây. Nào Dazzle một Cycle và không trúng nhưng bắn crit rất là đau. Tên lửa đang đuổi theo Hút bất tử và bây giờ thì tên lửa không làm được gì rồi. Thế là một đổi một, trời ơi. Minh Điền đang đuổi theo, quyết định là không đuổi nữa rồi, lùi về Androsan. Lên Ice Cardi từ Zyro. Cái Aegis thứ hai được cầm bởi Green Ranger. Nào lên bot nào, Beastmaster đang đẩy tốt, kệ nó đi. Mình tầm mày là put. Putang Inamo. Green Ranger put rất là khỏe. Máy bay thì cũng đã gần xong cho mình cái Ice Cardi rồi, về đép lên bot. Sau đó đi bộ lên trăng. Trời ơi, tôi muốn giết thằng ban tổ chức. Blink Green Ranger họ sẽ đánh lên top này không? Blink ra từ skill ra sự vâng dịch bị lừa rồi, câu hết skill rồi. Master lên bảng luôn, nó cũng cố được máy bay chỉ ba chỉ làm sao mà bắn chết kịp đây. Lại là một người nữa và trận đấu lại một lần nữa kéo dài ra. Vâng, nhưng mà tên lửa đầu Slada rồi, tham minh stun của Slada sẽ lên bảng đây. Vâng, rất là tuyệt vời rồi, chạy hộ cái tên lửa thứ hai bằng Triều Tiên Noto Fox Staff đi, bằng bật tốc lên chạy. Ủa, chạy nhanh thế. Quỷ. Vâng, tí thì bị búc cắn chết từ Zyro, bật luôn cả một cái BKB 10 giây và không 9 giây. Slada vẫn đang chạy. Ui, tên lửa cắm đau thế mà Slada hồi máu rất là nhanh. Sống sót thành công. Ở đây thì Winter Curse vào nào, đợi góc Sekko không, Winter Curse lỗi rồi, game lại dài thêm một chút nữa. Ủa. Vâng, send back ngược lại, thổi bye bye Green Ranger rồi, xong. Chết chặt. Mạng Avoid luôn, và đó là cái mạng Aegis. Không ai cứu nổi Green Ranger, sống lại nữa rồi. Berlin đi với BKB và đây là khóc đi em. Mr. Dimit của bên phía team HKT bằng ulti vào đầu. Thì bây giờ thì Mr. Dimit là Mr. Quỳ rồi. Winter Wyvern cũng chết khi bị Anti-Mage truy đuổi vào. Game này lại thành game khó rồi. AM bắt đầu kiểu nhiều đồ quá rồi. Linken.
Ice Skadi xong làm sao ta? Đặt tên lửa ở đầu, Nomani no lớp đang lên xong mình sát vào Berlin ở trong bật mình bị quá nhanh rồi bắn vào Aber thì Aber sẽ đau quá quy trình nhất và Aber Aber đang bị chín bóng không chém và bây giờ di chuyển ra Sekko đôi rất hay. Sekko tuyệt vời và bây giờ thì Aber Berlin thì Aber một máu không chết ở đây rất nhiều thành viên của mình. Vâng, Echo Slam 3 người, 1 người, 2 người, 3 người lên bảng rồi. TP về rồi thì Disruptor Armor không chết. Bây giờ time to put mid Butang Inamo chúng nó anh em ơi, à, xin lỗi Butang Inamo team 1 nào. HKT, Gutter mệt lắm rồi. Đùa anh Quang ơi, em là em yêu quý của anh mà cũng thích Gutter đây. Đùa cái ông Quang đẹp trai này, lít cái team đánh lâu thế. Tôi thề mai tôi không sang nhà ông ăn đủ 10 suất cơm rang. Tôi bé con chó Quang cơm rang nhá. Thế đội trưởng team HKT. Disruptor bị Gyrocopter bắn chết rồi. Putang Namo lên bot là buyback AM không có. Vâng, còn lại nói chung là có. Radiant structures are fortified. How many types are you going to be? Radiant's bottom tower has fallen. Vâng rồi, ở đây thì Bạch Tử Kỳ đang bắn ra tham mình stun tốt từ bên kia nhưng mà Vũ Bất Tử và ulti vào đây thì mà và không mà là vòi lỗi rồi không chết ở Earthshaker. Bạch Tử Kỳ tiếp tục là dính vào lần này thì bắn chết là đa rồ rồi hai lên cũng như là vâng tôi biết sẵn chữ ở đây luôn. Còn ba rất là tốt ở ngoài này, Bạch Tử Kỳ được hồi máu tham minh stun không chính xác rồi. Winter Curse và cực kỳ tuyệt vời. Bây giờ AM Berlin đi với một lần nữa là một máu vẫn chưa có kết thúc. Ở đây thì Bạch Tử Kỳ đang bị dồn đa vào nhưng đập phía chùa và Bạch Tử Kỳ đã lên vảng rồi và ăn được thêm cho mình một rack melee nữa. Nhà nó nát như bương rồi, xem bách ngược lại và bây giờ thì Mimosa sẽ là lên bảng tờ này. Đỡ kiểu gì đây, ulti ra vẫn còn ulti ném một lọ vào đầu không, đó là Berlin đi tới từ Slada rồi. Không chan nữa, chưa xong, đùa. Ném lọ vào đầu AM, bây giờ thì lốc AM lên một lốc thế là xong, tất cả đi về bắt tao hộ cái. Nhưng mà đầy ớt thì nào vâng, Berlin đi không, bài bài rồi không về nổi. Hai lên và sau đó thì không về được. Ở đây thì tiếp tục là fuck that shit. Fuck that shit. A gift from the tempest of battle. Vâng, chênh lệch nó đã là hơn 10.000 rồi. Gyro rất khỏe, Winter cực khỏe. Bên này thì lên TV họ có khả năng combat rất là điều đam, rất là mạnh mẽ. Mà chưa đủ, AM vẫn chưa khả năng gánh được toàn bộ cái team này. Dire's bottom tower. Hết nào mọi người anh em ơi. Gần 1 giờ sáng rồi, về vợ nó vả chết. TP về regen, sau đó di chuyển lên thôi, xong cho mình Crystal Lust, chưa cho Courier đi mua và sẽ xong cho mình cái Delalus trong turn này. Cui rát dành cho AM rồi, bây giờ rất khó giết được AM. Và mục tiêu của họ có lẽ sẽ là cái Rack Boss này, Rack Top vậy thôi. Barack Obama for the win. Nhìn thấy máy bay rồi, họ muốn ganh máy bay nhưng đằng sau đó stun quá đẹp tới từ wow thôi xong rồi. Bây giờ thì có lẽ Wingmaster cũng chết luôn. Vâng, hai người Wingmaster đây đang dồn đam ở Echo Slam tốt vào và cũng chưa đủ tốt, không có follow up đam cũng không có stun ra ngoài. Máy bay đang bắn nên có lẽ Secret sẽ lên bảng rồi, một hit cuối cùng thôi nào. Không được rồi, Minion cũng chết bốn người rồi. Đùa đừng có nói là lật nữa,
con Rapid dành cho No Money No Love ở giải đấu lần này. Anti-May của Blame TV, một cái Rampage ở phút thứ 39 mà mọi chuyện vẫn chưa ngã ngũ. Lật một phát này là phải tầm 5.000 em luôn rồi. Uầy, một phát mà tỉnh cả ngủ luôn là điều thuốc nào. À quên, xin lỗi, nói nhầm. Uống hụt nước nào. Dire's middle tower is under attack. Quái lên boss đang tràn vào cái trụ này sẽ là không trụ được quá lâu nữa. Còn Dazzle di chuyển ra, xe nó vẫn đang là bắn trụ rồi. AM đang đâm thẳng vào khu vực Red Mid rồi. Ping và Roshan. Vâng, lên boss, xe bắn nát trụ rồi, Dazzle không đủ khả năng đép. Radiant's bottom barracks are under attack. Vâng, middle barrack, cái trụ ngoài đã là bùng, nhưng mà ở dưới họ ăn cho mình là full rack của hai lên rồi. Di chuyển ra Brew ngay lần này, cũng như sách cổ đôi dân Wind Ranger ở đây thì Misa lên bảng thôi. Misa chết rồi, quá nhiều phim ở đây, chuyện xin quýt cũng đi rồi, xin quýt cũng đi luôn. Di chuyển vào thăm mình ra tập một phát cái quýt lên bảng. Vâng, phá được ưu kèm AM Mana Void vào và đó là một tình huống mà tiếp tục là gốt lại dành cho Blame TV No One No Love. À không, xin lỗi các bạn, No Money No Love đây tiếp tục là tên lửa thẳng vào di chuyển sang tên lửa đuổi theo AM luôn, nó lên nó đẩy rất là cao, không có cao lắm nữa, AM lại đâu lùi về rồi. Kèo đầu vẫn chưa biết đâu mà lần cả, ăn cho mình Rooney V và AM di chuyển đi thôi, hoàn toàn ok. Roshan thứ ba này sẽ là dành cho HKT không, AM đang cố gắng di chuyển vào nhưng không còn mana void. Quyết định di chuyển vào Roshan rồi, phá Link Gang lần đầu, lần hai nếu mà track được vào sẽ ăn. Xong rồi, còn AM ở tầm này chém Roshan chắc tầm 30 giây mất. Để nó 15 giây. Và Aegis và Chi, đây là thôi lần rồi. Mệt mỏi rồi đây, network về còn 2.000, XP là 5.000, đồng kèo đầu chất lượng bo năm đặc hay hơn bất kỳ cái kỳ chung kết TI nào. Hai team nó liên tục là tự làm khó mình. 26.000 network AM và AM đang một mình gánh kèo này, no money no love. Item tiếp theo có lẽ sẽ là cái Butterfly BKB dành cho thanh niên Real Master rồi. Vâng, ở đây thì Gyrocopter cũng như Wind Ranger cũng có rất nhiều đồ. Bên phía Blame TV họ đang tiến thẳng lên mid này. Máy bay lại đặt tên lửa đầu AM nữa, AM lại blink ra ngoài. Vâng, combat quyết định chuẩn bị nảy ra rồi. Và ai sẽ là người chiến thắng ở trong giải Inout lần này, giải đấu Dota 2 chất lượng nhất Việt Nam thời điểm hiện tại, khi mà toàn bộ các thành viên tham gia giải buộc phải có rank trên 4.500. Và đây chúng ta đang nhìn thấy rất nhiều thanh niên 6k trong cái trận đấu chung kết này. AM vào và một rank cho AM, có lẽ sẽ hai rank sách cổ chính xác rồi. Ulti và đâu Manino Love dồn down vào trong Earthshaker, Winter, Wyvern, tất cả các thứ. Và bây giờ thì anh ta đang được tình huống mua từ Blink ra ngoài, cố gắng là chém để hồi máu rồi. Ở bên ngoài thì vâng, cố gắng để làm gì đây, chém chết được Wind Ranger rồi. AM vẫn rất là khỏe. Vâng, Aegis slam tới thì fucking mình điên, và đó là double kill mất cả Aegis tới từ AM, không kịp cắn chi. Ở ngoài đây hành hành Misa lên bảng với một Winter Blast, nhưng mà AM sống lại đang chém hết mana của nhà này. Các bạn ơi, nhìn nhà này, nhà đang đẩy quái rất là cao rồi. Earthshaker đang chạy đi, AM cố gắng đuổi theo Earthshaker Blink đi. Beyond Godlike, so No Money No Love, một mình anh gánh kèo này. Sau Final Captain Combat vừa rồi, âm mất 1.600 tiền tới từ Blame TV rồi. Và bao game ở thời điểm cực kỳ nhạy cảm ở đây.
Vâng, chúng ta lúc này thì có lẽ chỉ cần quan tâm đến buyback thôi, và đặc biệt là Windranger đang không có buyback. Chết rồi, không có buyback là mất rank mid rồi. Go tới từ hai team. Troll hơi hát từ HKT rồi. AM đánh quá hay trong kèo đấu này, 13-24. Đó là kỳ chỉ số Kinetic Acid của AM. Sẽ là rank mid thôi, Blame TV xứng đáng có được những cái gì mà họ đang làm cho tới thời điểm hiện tại, tiến lên phục trên top. S con Win phải buyback ra ở đây. Winter Wyvern đã buyback rồi, ngay lập tức là Money No Love đã Manta ra. Và ulti lên tới từ phía của Zyro khi là mất 2 lên. Và AM chém nhanh quá rồi. Họ phải thực sự làm cái điều gì đó và hòa lên. Cố gắng xí và AM vẫn tham mình stun tới cho mình điên. Nhưng ulti và rất hay tới Beatmaster, họ ăn lại 2 lên hòa. Không làm gì được rồi. Tôi cứ phải sống với cái game đầu đến 30 tỷ năm nữa. Còn Pyro chuẩn bị lên cái Divine này. MKB cho AM. Đấu đang rơi vào tầm cực kỳ khó hiểu rồi. Và lúc này tôi chỉ muốn hỏi anh em ở kênh chat là sau khi tôi cắt từ 6 giờ đấy là riêng trận chung kết thôi, còn tôi đã cắt từ 2 giờ rồi, thì các bạn có thấy là game đấu đang rất là mai động không ạ? Không, sôi động, không phải mai động, xin lỗi các bạn. Vâng, thế là hai bên lại cứ chủ động đẩy lên và sau đó lại tụt lùi, đẩy lên và tụt lùi rồi. Không biết là 2 giờ sáng có được về với vợ với con không. Manta, Lincoln, MKB, Better Fury, một cái Asakurat rồi. Bị mua cho mình TP Windranger và Roshan 4 phút nữa sẽ ra. Trời hơi lầy. Blink, BKB, Foxstaff, Slada. Tôi xin phép là tầm này không nói với lượng đồ hai bên nữa. Này, tất cả đều có buyback này, game thì còn lâu lắm. Illusion. Tiền Earthshaker thì cũng không biết là lên gì. Tầm này lên hack đép lại đép. Vâng, AM thì vẫn farm thôi, vẫn thiếu một cái slot moonshark nữa, giày bay.
Bây giờ chắc là cắn mun xác chém nó nhanh, tốc 0.4 rồi cắn mun xác trả thêm được bao nhiêu. Bỏ giấy gỗ đi thì cắn mun xác lên cho nó mắc tốc. Invisibility. Đi quát luôn khi đã mở búp ra rồi. Trụ ngoài cuối cùng của team HKT. Dire's bottom tower is under attack. Dire's bottom tower has fallen. Psycho vào họ dồn đam Slada lên bảng rồi, không thì mũ bất tử di chuyển ra ulti, nhưng bây giờ thì hành hành cũng là bị dồn đam vào. Foxam đi rồi Echo Slam vào, họ quyết định dồn toàn bộ đam còn lại vào người của Antimay. Và Antimay được mũ bất tử thì bây giờ cần dồn hero đằng sau armor. Vâng, máy bay đã bắn toàn bộ người thứ nhất, người thứ hai Farming Static, người thứ ba, người thứ tư không Slada đã bài bách ra, nhưng bài bách hộ tôi cái nữa đi xem nào. Onin vào mid đã chắc là trai HKT. Vâng anh Quang ơi, giết nhà anh ơi. Không, no time for nhà. Bây giờ chúng nó sẽ dụ buyback ra. Và thậm chí là Beastmaster không còn buyback, Slada đạo không còn buyback rồi. Ôn đi vào mid rồi, quyết định là buông nhà luôn. Buyback ra từ phía của Disruptor. Nào, đợi turn creep tiếp theo. Dire's structures are fortified. Và quyết định là mega creep rồi, không phải là lao thẳng vào drone. Sau đó là về đép. Và Slada lao vào tan vào khắp đi em chết luôn một mana boy. Bây giờ thì bài bách ra tới từ phía của Windranger để đép nhà luôn. Chưa ăn được thêm cái trụ nào cả, tất cả lùi về với đấu vẫn đang rất là căng thẳng ở đây. Mất cho mình một cái trụ 4 rồi. Vâng, về đép rồi. Máy bay đang bị lùa, có lẽ máy bay sẽ phải bài bách tên này. Máy bay không còn bài bách, xong rồi. Xong. GG. Máy bay không buy back thì GG. Máy bay không để tiền buy back. Windranger thì đã buy back rồi. Cơ hội nào cho HKT đây? Gyro đã quyết định là mua cho mình một cái 3k8 để hướng tới một cái Divine. Nhưng mà đó có lựa chọn không của mình. Đối phương sẽ có những cái Corrosan thứ 5 này, Corrosan thứ 4 này, cùng với đó là cái Exit. Vâng, bây giờ là lại là một Aegis và hai Chi rồi. Dazzle đang ở nhà và đép nhà. Windranger thì cũng đang đép nhà. Earthshaker thì bây giờ thì vẫn còn mình Echo Slam. AM tiến vào cái AM cũng muốn mega creep đập tới cái bò. Ném mid vào, bây giờ sách cổ tốt tới không cho anh giờ tham mình sang tới Echo làm AM lên bảng rồi. AM liệu bài bách di chuyển lên hay không đây? Bây giờ thì máy bay chuẩn bị sống lại, máy bay không cần bài bách. AM quyết định là bài bách rồi, họ sẽ di chuyển lên. Còn bắt cuối cùng The Last Fight và máy bay quyết định lên cho mình Divine. Tham cho những ông già Dota 1 có thể thể hiện mình với chàng trai trẻ tới từ việc Flame TV. Nào ở đây thì sẽ có bạn cuối cùng khi Brewmaster đã quyết định phải cắn cho mình Pechi để bị setback ngược lại. Máy bay bật BKB chống setback và Beatmaster đã là đài back trong tình huống này. Bây giờ di chuyển vào Stardust, Stardust mất cho mình Exit rồi. Travel lên, đó là Travel ra tới từ phía của vâng
ở đây thì khóc đi em, họ đang dồn đam và những AM đang chém cả thế giới bài bách, cho tới những Unseater của mình điên. Combat là cực kỳ điên loạn rồi, chúng ta có thể thấy là Bạch Tử Ký tiếp tục bị slow và những anh ta đang cầm cho mình một device của người, cố gắng dí vào AM của No Money No Love bị timing stun và AM lên bảng đài. Bạch rồi chiến thắng dành cho baby HKT, chiến thắng dành cho những người anh Mượn Anh Quang. Cuối cùng thì anh cũng có chức vô địch cho mình, người anh 3k MMR lead một team 6.000 MMR và vô địch thế giới, hạ gục Blame TV. Họ đã làm được rồi, họ thực sự làm được điều này rồi. Vâng, nhắc lại với các bạn biết, chúng ta đến một game đấu khi ở đây thì Quang đẹp trai là một player 3k MMR và đã lead toàn bộ những thành viên của mình với cái màn thả ban pick ở hai cái lượt đầu. Ban pick rất láo và cuối cùng thì team 6k lead bởi một anh 3k vô địch Việt Nam. Blame TV đang là team mạnh nhất và HKT đã có trong chiến thắng gõ GG tới từ Secret và chiến thắng 3-1-3-2 dành cho HKT. Congratulations, chiến thắng dành cho HKT. Một lần nữa chào mừng các bạn đến kênh eSports Việt và một combat quá tuyệt vời. Vâng, rất là hân hạnh được cảm ơn Cyborg Game Center đã tài trợ cùng như sự hỗ trợ The Play Dota ESV để có thể tổ chức giải đấu này và well play tất cả các bên. Một lần nữa xin chúc mừng team HKT đã vô địch được cho mình giải đấu in-house Dota 2 VN Season 4. Và mình là Thịnh Béo. Combat vừa rồi hay quá, tí nữa mai phải làm highlight mới được.